Mẹ ơi, mùa du lan đã đến, con được cài hoa hồng trắng yêu thương. Lòng con nghe đau xót thật nhiều, vì con biết đời con không còn có mẹ. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh bước trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là non miên ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng rơi đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng. Thần tiên là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là non miên ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buông câu, là tiếng rơi đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết gì.
Oh,
Oh.
tiêu phụng vì câu sẽ hình Phật tự thọ tam quy lục giới có vô đông thì thung pháp dân nguyên tạo chánh hùng thương mà Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa bà quan chấp linh, kính thưa quý vị đại diện họ làng tộc, quý vị đại diện các chi phái, quý vị trợ tăng, kính thưa toàn thể bà con trong tăng môn hiểu quyển, hôm nay giờ phục tịch điền cầu siêu đang càng nghiêm trọng thể diễn ra dưới sự chứng minh của mười phương tam bảo và hộ niệm hiện tiền đại đức chúng tăng và các vị đạo hữu. Đối được ngôi tam bảo thì chỉ thành cầu nguyện lên mười phương tam bảo gia hộ độ trì cho hương linh Phật tử pháp danh nguyên hào thế danh cụ bà Đoàn Thị Thuận hưởng thọ 94 tuổi, trường thừa được công đức mà vạn sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Bà con tam môn hiểu quyển, cổ nhân ta có dạy: cây có gốc mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới rạch cạn sông sâu. Là người có được do đâu? Trên có tổ tông ông bà cha mẹ, rồi sau mới có mình. Đó là lời dạy của các bậc tiền nhân. Mong mọi con cháu ăn ở cho tròn hiểu đạo, luôn luôn nghĩ đến tổ tông, luôn luôn nghĩ đến ông bà cha mẹ. Tổ tông chúng ta muốn dạy cho những người con sau này luôn luôn nhớ đến tổ tông, uống nước nhớ đến cội nguồn. Đó là đạo làm người của dân Việt Nam chúng ta. Ngàn năm nó bất hủ, ngàn năm mà còn rõ ràng, và ngàn năm vậy mãi ngàn năm sau. Câu dạy của tổ tông chúng ta luôn luôn là kim chỉ nam cho những người con người cháu sau này. Hôm nay quý vị là những người con người cháu trong gia đình,
khi chứng kiến cảnh người mẹ đã nhắm mắt vĩnh biệt ra đi, cả con cháu trong gia đình khi mất một người mẹ, một người bà kính mến, chắc chắn rằng đau khổ vô cùng. Bởi vì trong cuộc đời này không có cái gì nó to lớn bằng công cha nghĩa mẹ, và không có cái gì mất mát lớn lao đó bằng khi những người con đã mất mẹ đi rồi. Hơn 94 năm người mẹ đã chung sống trong gia đình, từ khi người mẹ lập thân tiến bước, lập gia đình sinh con đến ngày hôm nay. Suốt đoạn đường hơn 94 năm, bây giờ con cháu đã khôn lớn, thành gia thành thất. Người mẹ 94 tuổi thuận theo lệ vô thường sống như quẹ đời cũng nhắm mắt ra đi, để lại cho con cho cháu bao nhiêu điều nuối tiếc, bao nhiêu điều thương nhớ. Người mẹ ra đi một mình trong sương lạnh, những để lại cho con một gia tài hạnh phúc. Người mẹ ra đi ngàn thu vĩnh biệt, để lại trong dòng máu của con cháu mình đó là tình thương, là sự sống. Bao nhiêu mồ hôi vì nước mắt một người mẹ đã đổ ra, chính đó là nuôi con nuôi cháu. Bao nhiêu hy sinh tuổi xuân của mình, cũng chính đó là nuôi cháu nuôi con. Người cha người mẹ bảo tận hôn sớm, chỉ có một việc là lo cho con đến bờ đến mật. Cha mẹ mình ấm ở đau khổ đến cùng đến mấy, nhưng nguyện rằng làm sao cho dù đau khổ đến mấy đi nữa, người cha người mẹ nguyện gánh vác hết thay thế cho con. Cũng chính vì lo cho con lo cho cháu như vậy mà bao tháng năm người cha người mẹ của mình già hơn cả tuổi tác. Người cha người mẹ mình tóc sớm điểm bạc, và người cha người mẹ mình sớm được trở về những xế bóng của cuộc đời. Đến lúc người cha người mẹ biết rằng mình gần nhắm mắt vĩnh biệt ra đi đến trần thế, không gặp lại con, không gặp lại cháu, những người cha người mẹ chẳng tiếc thân này, nhưng luôn luôn lo lắng sau khi mình nhắm mắt đi rồi, không biết con cháu nó vươn lên sự sống đoàn viên tốt đẹp hay không. Cho dù đi xa ngàn dặm, vĩnh biệt muôn ngàn, không bao giờ trở lại đó, mà người cha người mẹ luôn luôn lẩm bẩm trong tâm, mong sao trời Phật gia hộ cho con cho cháu có một cuộc sống an lành hạnh phúc. Cho nên đối với tình thương của người cha người mẹ suốt cuộc quãng đời lo cho con cho cháu mà cổ nhân chúng ta có dạy, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngài luôn luôn dạy đệ tử của Ngài như thế này: hiếu dưỡng phụ mẫu, hiếu danh vi giới. Có nghĩa là ai có hiếu với cha với mẹ thì những người đó đã giữ một giới của Đức Phật, thì chắc chắn rằng những người đó không phải là đệ tử của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ phụ của chúng ta, Ngài luôn luôn quan trọng chữ hiếu, và Ngài lấy chữ hiếu làm đầy, là nghĩ đến người mẹ của mình.
Đức Mục Kiền liếm tôn giả dùng phép thần thống nhạc quán của mình xem xét sáu cảnh luân hồi, thì thấy mẹ ngài đọa vào trong ngà quỷ đói khát khủng cùng. Đức Mục Kiền liếm tôn giả chỉ hiểu đem bát cơm đầy đến dâng cho mẹ ngài trong địa ngục đói khát. Mẹ ngài Mục Kiền liếm đói khát lâu ngày, khi nhận thấy bát cơm đầy đem tới, bà đã hấp tấp lật đật lấy tay trái che bát cơm đầy lại, dùng tay phải để bốc miếng cơm lên ăn, nhưng không làm sao ăn được, bởi vì miếng cơm và bát cơm đó đã hóa thành than lửa. Đức Mục Kiền liếm dùng hết thần thống của mình thổi cho bát cơm đó tắt đi, nhưng càng thôi bát cơm đó càng phực cháy. Đức Mục Kiền liếm trở về tỉnh xá để bạch thoại với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn: thế thì nguyên cớ gì khi con đem bát cơm đầy đến dâng cho mẹ con, bát cơm đó đã hóa thành than lửa nên ăn không được? Mẹ con khi còn sống tạo nhiều ác nghiệp gì mà hôm nay mẹ con đọa vào trong ngạ quỷ đói khát? Đức Phật dạy này tôn giả Đại Mục Kiền Liên: mẹ con khi còn sống tạo nhiều ác nghiệp, không có hiểu về ông bà tổ tiên cha mẹ, mà còn tham lam bọn rèn ích kỷ hẹp hòi. Giờ phút thấy bát cơm đầy con đem tới, thì lòng tham lam ích kỷ hẹp hòi mẹ con đã trỗi dậy trong lòng, cho nên mẹ con lấy tay trái che bát cơm đầy lại, sợ rằng trong địa ngục đói khát khủng cùng này họ đến xin họ giành giật, cho nên khởi lên một tâm niệm ích kỷ hẹp hòi, chiêu quả báo đến là bát cơm đã hóa thành than lửa. Nguyên nhân mẹ con khi còn sống tạo nhiều ác nghiệp, không quy y vị Tam Bảo làm lành tránh dữ, giờ phút lâm chung mẹ con liền đọa vào trong ngạ quỷ đói khát. Giờ phụ con đem bát cơm đầy, mẹ con trỗi dậy lòng tham, cho nên mẹ con không làm sao thoát khỏi cảnh u đổ đau khổ như địa ngục lầm than đó. Đức Mục Kiền Liên Tôn già nghe Đức Phật dạy bảo như thế, ngài liền đặt lệ sáng đất, kính bạch Phật như thế này và bạch Đức Thế Tôn: thế thì có phương pháp nào Thế Tôn dạy con cứu mẹ con không? Đức Phật dạy: này Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, con phải cầu thỉnh chúng tăng thiết lễ đàng tràng, thì chúng tăng cùng nhau chú nguyện thì hòa máy lời chú nguyện của chúng tăng mới thức tịnh được nghiệp thức đau khổ của mẹ con. Đức Mục Kiền Liên Tôn giả vấn lời Phật dạy, thiết lễ đàn tràng trang nghiêm, cầu thỉnh chư Phật và chúng tăng quan lâm chú nguyện. Giờ phút chú nguyện của chúng tăng trang nghiêm trọng thể, trong địa ngục đói khát khốn cùng, mẹ ngài Đức Mục Kiền Liên nghe ai nhắc đến tên mình và bà mẹ ngài Đức Mục Kiền Liên hướng đến, thấy rõ ràng chúng tăng gia tâm chủ nguyện. Giờ phút đó lời chủ nguyện chúng tăng là từ bi hỷ xả, mới có khả năng xoay rời vào âm u tham lam bọt sẽ ích kỷ hẹp hòi. Hình tướng của chúng tăng trang nghiêm, mà hình tướng của mẹ ngài Mục Kiền Liên là ngà quỷ đói khát. Chính vì vậy
mẹ ngài mục kiện liên nương vào hào quang và lời kính tiếng kề của chúng tăng mà phát tâm thọ trì trái giới với thần chư Phật với đại Bồ Tát Thánh Hiền Tăng, mà mẹ ngài mục kiện liên được sanh thiên. Sau khi đức mục kiện liên cứu mẹ ngài thoát khỏi khổ đau rồi, ngài đức mục kiện liên trở về tình xá tà ớt với đức Phật. Ngài bạch rằng: bạch đức Thế Tôn, nhờ vào oai thần chủ nguyện của Thế Tôn và chúng tăng mà mẹ con hôm nay đã thoát khỏi cảnh u đồ đau khổ. Thế thì kệ, bây giờ cho đến tầng cùng vị lai sau này, có ai là người Phật tử chân chánh, có ai là người hiểu đạo đến về ông bà cha mẹ và những người thân bằng quyến thuộc đã nhắm mắt vĩnh biệt ra đi? Thế thì có thực hiện như đức Thế Tôn dạy con cứu mẹ con không? Đức Phật dạy: quý hóa lắm này tôn giả đại mục kiền liên, lời con hỏi chính đó là lời Thế Tôn muốn nói. Kể từ giờ phút này cho đến tận cùng vị lai sau này, có ai là người Phật tử của đức Phật, có ai là người có hiểu đạo đến vị tổ tiên ông bà cha mẹ, muốn cứu ông bà tổ tiên cha mẹ thoát khỏi khổ đau, thì các con phải thực hiện những phương pháp mà đức Thế Tôn dạy cho đức mục kiền liên tôn giả. Gần 3000 năm lịch sử đã ghi rõ trong kinh Vu Lan Báo Ân Cha Mẹ, vào ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan tự tử, tất cả những Phật tử khắp năm châu bốn bề quy tụ về dưới mái chùa thân yêu hay tại gia đình nơi Phật tiền, trang nghiêm tụng lên bài kinh Vu Lan Báo Ân Cha Mẹ. Hôm nay tất cả bà con nội ngoại xa gần đang quy tụ về dưới mái ấm gia đình này, đang chứng kiến cảnh người mẹ giờ nay không còn được. Chắc chắn rằng quý vị trong gia đình đau xót không cùng, biết rằng người mẹ còn một đêm này nữa thôi, ngày mai sẽ tiễn đưa linh cụ mẹ về nơi an nghỉ nghìn thu xa cách. Nhưng các vị trong gia đình là những người con Phật tử, biết vâng lời Phật dạy mà đứng ra tổ chức tang lễ đối với đạo cũng rất hợp tình, đối với đời cũng rất hợp lệ. Đức Phật dạy cho tất cả đệ tử của ngài như thế này: này tất cả các con, ở trong ngôi nhà chúng ta có hai vị Phật sống, chính đó là cha ta và mẹ ta. Nếu ở trên đời này các con không có cơ hội cơ duyên gặp được Tam Bảo, các con không có điều kiện cơ duyên để thờ đức Phật, nhưng nếu ai biết phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, biết cầu nguyện khi cha mẹ để nhắm mắt vĩnh biệt ra đi, thì những việc làm đó cũng như thờ đức Phật mà thôi. Cho nên dưới cái nhìn của đức Phật, ngài luôn luôn cho cha mẹ chính là đức Phật. Nếu ai ăn ở bất hiếu nghịch bồi với cha với mẹ, cho dù người đó xây chùa tạc tường, đến chùa tùng kinh bái sám đến mấy đi nữa, thì những việc làm đó không phải là đệ tử của đức Phật. Cho nên cha mẹ mình chính là đức Phật,
cha mẹ mình sinh chúng ta ra, từ khi còn bé bọc cho đến ngày khôn lớn, biết bao nhiêu cuộc sống mồ hôi nước mắt mà cổ nhân chúng ta vì như trời cao khó gọi, rồng như đất khó dò. Cho nên đào làm con luôn luôn nghĩ đến ông bà tổ tiên cha mẹ, và biết ngày đớn tháng kỳ, biết mùa ấm mà yên, và luôn luôn đùm bọc lẫn nhau, biết trên biết dưới, biết làm lành tránh dư, biết luôn luôn giúp đỡ những người cơ hàn như xã hội, biết hướng thiện và chỉ dẫn con cháu sau này quy y vị Tam Bảo, làm lành tránh dư những phước thiện đó mà hồi hướng cho cha mẹ quá cố, tưởng thừa được công đức mà cha mẹ đã dạy công truyền lại cho con cho cháu, và những phước thiện mà con cháu làm sau này chính đó là hồi hướng công đức cho cha mẹ được siêu sanh tịnh độ. Hôm nay giờ phút này trang nghiêm đồng thể, tất cả người con người cháu được quy tụ về dưới mái ấm gia đình, đang hầu bên di ảnh của người mẹ thân thương 94 năm trong ngôi nhà, với bao tiếng cười cũng biết bao nhiêu nước mắt. Người cha người mẹ thương con, thương cả trọn đời, cho nên cả con trong gia đình cùng nhau lại đoàn kết một lòng hướng đến ngôi Tam Bảo để cầu nguyện cho hương linh mẹ mình sớm được giải thoát. Đó là một việc làm mà Đức Phật và Bồ Tát Thánh Hiền Tăng và Hiền Tiền Đại Đức Chúng Tăng cũng như quý vị đạo hữu quân hội vô cùng tán dương những việc làm hiếu hạnh đúng như chánh pháp này. Ngoài gần xa luôn luôn được dồi dào sức khỏe, phát được tín tâm hộ trì Tam Bảo, và mãi mãi an lành với ánh hào quang của mười phương chư Phật. Thưa hương linh Phật tử pháp danh Nguyên Thảo, thế danh cụ bà Đoàn Thị Thuần hưởng thọ 94 tuổi, đêm nay là đêm cuối cùng, xác thân của hương linh đang lưu lại trong mái ấm gia đình này đang gần bên con cháu và những người quen biết thân thương, để rồi ngày mai ngày 16 tháng 6 năm Quý Mão, cho dù con cháu thương tiếc hương linh đến mấy đi nữa, cũng đành phải chấp nhận tiệc đưa linh cụ của hương linh trở về nơi an nghỉ cuối cùng trên biển đất của dương thế. Một phút ra đi ngàn thu vĩnh biệt, với tâm lý thường tình sống như cõi đời này, chắc chắn rằng giờ phút này hương linh không làm sao tránh khỏi những nỗi niềm bàng hoàng thương nhớ khi suy nghĩ đến một giây phút ra đi mà không bao giờ trở lại với con, với cháu, với gia đình thân yêu này nữa. Hương linh là một Phật tử đã sớm quy y với Tam Bảo có pháp chánh là Nguyên Thảo, chắc chắn rằng hương linh đã từng nghe lời Phật dạy, hiểu được vàng pháp này là vô thường, giả tạm, mong manh. Ta biết rõ ràng có ngày sinh ra về cuộc đời, thì chắc chắn rằng chúng ta phải chấp nhận một ngày phải cái chết mà ra đi, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Ở trên thế gian này ai cũng vậy mà thôi, có ngày sinh ra thì có ngày bị biệt ly,
đó là định lý tất nhiên sống về cuộc đời. Nhưng có một điều sai khác rõ ràng, chính đó là có những người biết chọn cho mình một lối sống sau khi chết, và có những con người không biết chọn cho mình một lối sống sau khi chết mà thôi. Có những con người đã biết chọn cho một lối sống trước khi chết, chính đó là những con người biết quy y về Tam Bảo, làm lành tánh dữ, có hiếu thuận đến với ông bà tổ tiên cha mẹ ngày đêm tháng kỳ mồ ấm mà yên. Họ đã biết chọn cho mình một lối sống làm người con hiếu thảo, làm người cha người mẹ có trách nhiệm với con với cháu. Đẹp như thế, sau khi nhắm mắt đi rồi, thần thức được mười phương chư Phật rước về Tây Phương tịnh độ. Những lối sống tốt đẹp như vậy để lại cho con cho cháu một sự hạnh diện, để lại cho con cho cháu một cái phúc đức to lớn, cho con cho cháu sau này nướng vào cuộc sống phúc đức của người cha người mẹ mà vươn lên sự sống an lành hạnh phúc tươi vui. Những thế gian này cũng lắm người không biết chọn cho mình một lối sống trước khi chết, chính đó là những người đã chọn cho mình một lối sống tàn ác độc địa, không có hiểu vị cha mẹ, không bao giờ đoàn kết, tham lam bọn rèn, ích kỷ hẹp hòi, và không tôn trọng mạng sống của muôn loài chúng sanh. Sống không làm thiền mà luôn luôn nghĩ đến việc ác, thì làm sao nghĩ đến quy y vị Tam Bảo? Cho nên không có duyên về Tam Bảo và không bao giờ nghĩ đến việc thiền. Những hàng người đó khi còn sống, nhiều người chế cười lánh xa, chắc chắn rằng tù đầy sẽ đón họ. Nhắm mắt đi rồi, chắc chắn rằng thần thức đọa vào trong ngạ quỷ đói khát lầm than mà thôi. Cho nên những phước kia mà Hương Linh đã tạo, hôm nay Hương Linh nhắm mắt ra đi gặp lại Tam Bảo và lắng nghe lời Đức Phật dạy, càng giác tịnh lệ sống con người là dạ phạm mong manh. Cũng biết rõ ràng trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau ta chẳng có mặt cho cảnh trần gian này. Nhưng nếu ai sống đến 100 năm đi nữa, trăm năm tuy có rồi cũng hoàn không. Bởi vì vạn pháp sống trong cuộc đời này là sắc không chuyển hóa, nhân màng vô thường, trần gian là mộng huyễn. Việt Nam ta cũng có câu tuồng ảo hóa đã bày ra đó, kiếp phù sinh trong thấy mà đau, trăm năm còn thấy gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh thì. Hương Linh một lần nữa đổi được ngôi Tam Bảo, chỉ thành sám hối ba nghiệp của mình cho thanh tịnh, nướng vào lời kinh điển về của Đức Phật mà Hương Linh sớm tiêu diêu về thế giới an lành của mười phương chư Phật. Được ảnh hào quang của mười phương chư Phật, sự giá trị chủ nguyện hiện tiền đại đức chúng tăng, giá hộ độ trì cho Hương Linh Phật tử pháp danh Nguyên Thảo, thế danh cụ bà Đoàn Thị Thuần, hưởng thọ 94 tuổi, xạ tốc mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Lần nữa cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ độ trì cho Phật tử pháp danh Nguyên Thảo siêu sanh về thế giới an lành cùng mười phương chư Phật. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hương Linh Di Thành Điện Lễ Ta Thịnh Hương Linh Hoàng Bồ Tát.
Bye.
Kính ngưỡng bạch chư tôn thiền đức thượng tòa Thích Nhật Minh chứng minh đại đức Thích Trung Nhẫn chủ trì chùa Sư Tùng đạo tràng chùa Sư Tùng. Kính thưa làng, kính thưa họ Hồ hữu tộc, kính thưa họ Đoàn Viễn tộc, kính thưa các ông, các bác, các chú, các ô, các dì, cùng anh chị em bà con làng xóm lân gia, thông gia, bạn bè gần xa đã đến thăm hỏi chia buồn phụng điếu và trợ giúp trang gia chúng tôi trong những ngày qua kính mến. Mẹ chúng tôi, cụ bà Đoàn Thị Thuận, pháp danh Nguyên Thảo, sinh năm Canh Ngọ 1930 tại xóm Rào, làng Sơn Tùng, xã Quảng Vinh. Phu quân của mẹ bà tôi, người họ Hồ cùng làng Sơn Tùng. Ba mẹ tôi có 5 người con, 4 trai, 1 gái. Ở bên cạnh mẹ có 3 anh em trai. Đứa em gái thứ 3 đã ra đi từng nửa vòng trái đất. Đứa em trai cũng tha phương Bà Rịa Vũng Tàu. Mẹ tôi vừa xả thân vào hồi 13:30 ngày 11 tháng 6 năm Quý Mão. Trước khi tiễn đưa linh cữu mẹ, cả con có đôi lời cảm niệm ân đức của mẹ hiền. Tha ơi, bóng mây thấp thoáng đời cổ đô nhau ngàn cuộc tang thương. Vĩnh biệt tự sinh là vĩ cố, mẹ là hơn kỷ tuần cảnh hà. Cảnh hạt xa khơi thanh thoát nở đời. Nhớ lên xưa cảnh trà xa xú, chốn quê hương đất hẹp người đông. Mẹ nếm đủ mùi tấm khổ, phải từ thân làm kẻ sinh nhai. Mấy đồ làm thuê phước mướn, gạo kẽm cơm lưng chẻo áo gầy. Nhưng thương hay, cơm bị cực vượt một lòng sắt đá. Vẫn tay tình tạo khó khăn chi, sáng tối chăm lo em đẹp cả, chỉ thương mẹ nặng lỗi xả gì. Vừa nuôi dưỡng mẹ cha hết lòng, cung phụng ấm lành quạt nồng, song chẳng quên một lẽ câu ban. Sách đèn chuyện nghĩa giữ nếp thương, cho con trẻ nếp người mới thỏa. Ngày nay giữa mẹ bủ cái một gái đàn chảo trong nông đù cà dấu mẹ hơn sổ 30. Mẹ ơi, ba cười hạt về đấy phương là 31 năm rồi. Mình lại đeo làm thân mẹ khổ. Mấy tháng gần đây mẹ nằm yên chúng con lo sợ hầu hà chăm sóc ngày đêm. Mẹ lúc tịch lúc mê, cháu con nào quạt ngày đêm mong mẹ mong bình yên phục. Thang ơi, rồi một sáng ngày đầu năm mới, sức khỏe của mẹ trở nên trầm trọng hơn. Nhưng giờ phút cuối cùng cháu con hò hàng đục cả đếm hơi thở mẹ từng phút từng giây, tiếng tụng kinh niệm Phật suốt ngày. Lệ huyền diệu đào màu giải thoát, giờ phút linh thiêng đã đến. Mẹ ơi, mẹ hãy yên lòng thanh thản ra đi mẹ nhé. Thế là hết. Viết thủ sinh vui ít buồn nhiều, nở hoa bào dễ vay khó trả. Hương hồn mẹ lên thiêng xin bỏ qua, thương mẹ tài thơ mẹ cả bao dung. Kính lại mẹ, mẹ nằm đó trong quan tài lành giả, mà cháu con như cách xa ngàn trùng. Nhà vẫn còn đây, cảnh cũ vẫn còn đó, mà lòng chúng con bàng hoàng tới tà. Thang ơi, càng nói nhiều càng tủi, biết bao giờ thấy mặt mẹ lại. Một ngày một cách xa, biết bao thừa trong người lòng thương nhớ. Mãi trong chiều đời, nhìn khỏi hương mà đâu tốt gan vàng, đêm lùi tàn như nhớ mẹ hiền. Hai hàng lùi đồ ớn từ màu thấm sâu biển cả, hương ba tuần dẫn nén tâm hương. Nghĩa hiên đường cho cuộc nó cao,
vắng đất đoàn lệ rơi là nhà. Tha ơi, bóng mẹ phút rồi lòng chúng con đau quá. Một mẹ hương thân đến sao đất đổ thù lao. Mấy tuần chẳng lại tà sao ấn sâu nghĩa cả. Kính lại mẹ đã đến giờ ấm dương đôi nhà. Nước mắt không nguôi giờ lý biệt. Mẹ xa con cháu lại mất mà. Niềm đau này đâu nổi nào hơn. Tất cả chúng con cùng chắc ngoan hiền. Xin cúi đầu lại tạ hương linh. Cầu mẹ sớm tiêu diêu cực lạc. Kính vịnh biệt xin cúi đầu vịnh biệt. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính chúc quý chư tôn pháp thể kinh an huệ đăng thường chiếu. Kính chúc bà con thường an lạc. Trong quá trình tang lễ không sao tránh khỏi, xin quý vị niệm tình lượng thứ. Nam mô Thiếp Dừng Đạo Sư A Di Đà Phật. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn.
lặng. Kính thưa quý vị quan khách, lặng lặng ba đứa chuyện đò. Đò dương lắm mà, một người là một chuyện. Ai mà có cơ duyên nó đi trước, ai mà tổ phước đi sau. Chuyện chuyện đò hôm nay cùng đẹp trời một gió. Thương lên nha, thương, thương thương thò. Từ thập tử tuế, qua một thời gian của già, con cháu, anh chị em ta tình tình chạy thay chạy thuốc, ta chăm lo từng bữa cơm, chén cháo, ly sữa hết lòng. Nhưng mà vì tuổi cao, sức yếu, hao dừng mong, bởi thế ông Ngọc Hoàng đành nhìn sổ. Ngày hôm nay á, ta ra xin giờ để làng. Kính thưa bà con của bác, là con chức của làng, sống trong tình thương yêu của bà con chức làng. Hôm nay chết, giờ làng đưa hương linh ra nơi ăn nghỉ, nghỉ thu. Làng hôm nay rất đông đủ, đến á, thì còn bị bác, dưới thì đông đủ anh em công. Nhìn lại hai đoàn bà con nội ngoài, con cháu, anh chị em đang hướng về hương linh, lòng thương nhớ, ngậm ngùi và thương tiếc lúc tiền đứa nè. Vâng, được không? Dạ. Dạ thì dạ làng nè, dạ thì nghe lệnh làng truyền nè. Tất cả anh em nghe, tiếng chiến là tiếng trực hôn, tiếng sen lá là tiếng lệnh tập trung dân làng, tiếng tắc là tiếng cầm quân về trực đường nè. Xin anh em nghe, tiền thì có lên tòa, hầu thì có lên sang, đến là có cho vàng trái hai vàng, vàng thò. Giữa thái làng có cự bốn bạc đầu rối và chủ ý vật tấm coi phát tới nè. Dưới thì bốn giày em công đầy đâm trong cá. Xin anh em nghe, cho lọt tiếng tắc thấy bắt lấy đòn, thấy ôm lấy nai, điều móng lưng về mà cái tắt nha, móng lưng. Tiếng tắt thứ hai, hàng trong cho chị em loài, sắt đai được thẳng, sắt đai. Sắp cái góc rồi lên. Tiếng tắt thứ ba, tay bằng đồng cảnh về, cảnh đến vai vãi lửa vai, một cái tắt nha, đi. Chị nghe đây nghe này, đường làm tươi vừa đồng với trai. Dưới lắm lúc nhiều ca, hết nhiều lúc ở cái là ca này. Chị đi á, bắt tâm lại cho ba, trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru, đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất mẹ
rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước mộ nguyện xin mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Sương gió nhiều bạc trắng mái đầu, bao năm cách biệt nổi trôi xưa người, nay đã trở về mẹ ơi ở đâu. Con quỳ bên cạnh mồ sâu, hai hàng nước mắt tuôn trào, đau xót lòng ngàn tiếng thét gào. Mẹ ơi, con trở về đây đêm đông, trời mưa chiếu hạt, mẹ đã không còn lòng con đau xót. Giờ đây con phải làm sao ơn sâu, phận con chưa tròn, mẹ đã xa lìa mãi mãi không còn. Trên bia khắc hình mẹ tôi đứng nhìn, đôi mắt dịu hiền nhìn con nên thơ. Duyên trần ai chẳng trải qua, con giờ phải xa mẹ rồi, xin khắc trọn đạo lý làm người.